Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Mỹ điều hai máy bay ném bom chiến lược tuần tra Biển Đông phủ đầu thách thức Trung Quốc. Trong ngày 2 ngày 28 và ngày 29 tháng 4, Mỹ điều động máy bay ném bom và tàu chiến hoạt động ở Biển Đông thể hiện một thông điệp mạnh mẽ nhằm thách thức các hành vi gần đây của Trung Quốc ở Biển Đông. Hôm 29 tháng 4, Hoa Kỳ đã điều động hai máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer tuần tra trên biển Đông. Bộ Tư lệnh Không quân Thái Bình Dương Hoa Kỳ công bố thông tin vừa nói hôm 30 tháng 4 năm 2020. Tin cho biết hai chiến đấu cơ ném bom B-1B cất cánh từ căn cứ không quân Ellsworth, bang South Dakota, Mỹ bay thẳng đến Biển Đông sau khi tuần tra đã quay ngược về Mỹ. Toàn bộ hành trình xuyên Thái Bình Dương kéo dài trong vòng 32 giờ. Hoạt động này thể hiện cam kết của Mỹ đối với các đồng minh và đối tác trong khu vực, đồng thời cho thấy mô hình xây dựng chiến lược không quân của Mỹ nên năng động hơn phù hợp với chiến lược quốc phòng quốc gia về sự hiện diện liên tục của máy bay ném bom chiến lược Việc điều động chiến đấu cơ này diễn ra cùng thời điểm Mỹ liên tiếp có hai chiến hạm thuộc hạm đội 7 trong các hoạt động tuần hành tự do hàng hải ở Biển Đông. Cụ thể vào ngày 29 tháng 4 tuần dương hạm mang tên lửa dẫn đường USS Bunker Hill CG-52 thuộc lớp Ticonderoga 4 đã di chuyển qua vùng biển gần quần đảo Trường Sa. Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Barry DDG 52 vào hôm 28 tháng 4 cũng đã tiến hành FONOP ở Hoàng Sa. Đây là chuỗi hành động của Mỹ nhằm phản đối tuyên bố chủ quyền phi pháp của Trung Cộng đối với biển Đông, vốn có thể gây ra những mối đe dọa cho khu vực. Cả hai tàu này trước đó cũng đã hộ tống tàu đổ bộ USS America LHA6 tiến hành khu vực ngoài khơi Malaysia, nơi có tàu thăm dò hải dương địa chất 8 HD8 của Trung Quốc đang hoạt động. Trước đó, chuyên trang của Hải quân Mỹ USNI News đưa tin tuần dương hạm USS Bunker Hill ngày 29 tháng 4 vừa hoạt động tự do hàng hải FONOP quanh khu vực quần đảo Trường Sa. Hoạt động này được nhấn mạnh là nhằm phản ứng yêu sách biển mang tính thâu tóm và phi pháp Biển Đông. Washington cho rằng yêu sách đó gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với tự do hàng hải và vùng trời tại các vùng biển. Hàng loạt hành động quân sự vừa qua, Washington đang muốn bảo đảm rằng Bắc Kinh không thể lợi dụng tình hình đại dịch virus Vũ Hán để gây rối ở Biển Đông khi tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đang phải nèo đậu ở Guam. Bằng cách điều chiến hạm thực thi Fornop Mỹ đang gửi tín hiệu mạnh đến Trung Quốc rằng Washington sẵn sàng đẩy lùi các hành động của Bắc Kinh ở Biển Đông. Bên cạnh đó, Mỹ cũng muốn gửi thông điệp đến các nước trong khu vực ASEAN rằng Washington vẫn giữ cam kết với khu vực và chống lại các hành vi bành trướng của Bắc Kinh. Đây là động thái quan trọng khi mà Trung Quốc ngày càng tỏ rõ tham vọng bá quyền ở vùng biển trong khu vực. Từ thực tế trên một số quốc gia ASEAN có thể không cần thiết phải phá vỡ quan điểm nhất quán không liên kết để đối đầu quân sự mà chỉ cần tăng cường hợp tác quân sự với Mỹ trên quan hệ đối tác vì lợi ích chung. Cách thức này không thể xem là liên minh quân sự để đối đầu trực tiếp với Trung Quốc. Ngày 30 tháng 4, tiến sĩ Satoru Nagao viện nghiên cứu Hudson Mỹ Phân tích gần đây Trung Quốc liên tục có nhiều hành động gây rối trên biển Đông nhân lúc hầu hết các nước đang ứng phó với dịch bệnh virus Vũ Hán. Cụ thể Bắc Kinh đã điều tàu sân bay tập trận, tuyên bố thành lập hai đơn vị hành chính cấp huyện để quản lý các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nơi chủ quyền của Việt Nam. Tàu hải cảnh của Trung Quốc còn đâm chìm tàu cá của Việt Nam. Khi hành động như vậy, dường như Bắc Kinh không chỉ muốn lấn át các nước trong khu vực mà còn thể hiện cả thái độ đánh giá thấp sức mạnh quân sự của Washington. Tiến sĩ Nagao nhận định Trung Quốc có thể đang cho rằng quân đội Mỹ đối phó với dịch bệnh virus Vũ Hán lây lan trên một số chiến hạm như tàu sân bay USS Theodore Roosevelt. Chính vì thế, Mỹ cần chứng minh sức mạnh của Trung Quốc và Washington đã không ngần ngại điều động lực lượng uy lực hiện diện trên Biển Đông để dân đe Bắc Kinh. Điển hình là việc Mỹ điều tàu đổ bộ tấn công USS America cùng với hai tàu chiến khác tập trận tàu hộ tống của Úc trên Biển Đông mới đây. Tiếp theo là liên tục tiến hành Fornop ở Trường Sa lẫn Hoàng Sa. Tiến sĩ Nagao nhận định và cho rằng thông điệp của Mỹ rất rõ ràng, Trung Quốc đừng đánh giá thấp Mỹ. Thực tế thông điệp từ phía Mỹ đã nhất quán và rõ ràng. Tiến sĩ Nagao phân tích thêm, giữa tháng 4 sau khi tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam thì lần lượt Bộ Ngoại giao rồi Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra tuyên bố phản đối hành vi của Trung Quốc. Washington yêu cầu Bắc Kinh phải đồng hành cùng với nỗ lực chung của quốc tế để chống dịch chứ không phải lợi dụng cơ hội gây rối. Mỹ đang gửi thông điệp chính trị đến Trung Quốc nhằm trong thông điệp này, Washington vừa điều động máy bay ném bom B-1 Lancer đến Biển Đông. Liên quan đến không quân Mỹ, theo ông Nagao, Lầu Năm Góc mới đây đã rút oanh tạc chiến lược B-52 khỏi đảo Guam. Những năm qua, B-52 có mặt ở đảo Guam nhằm thể hiện cam kết của Washington đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nhưng giờ đây, tên lửa của Trung Quốc đã có thể đe dọa nhiều hơn đối với đảo Guam. Vì thế, Washington rút B52 khỏi đảo Guam, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Mỹ không còn cam kết với khu vực. Việc đưa B52 về lại lục địa Mỹ đã được khẳng định là theo kế hoạch luân phiên và khi Bắc Kinh có những hành động quấy rối, Washington đã lập tức điều động anh tập cơ B-1 đến Biển Đông như một cách nhấn mạnh việc giữ cam kết đối với châu Á, Thái Bình Dương và thậm chí là Ấn Độ Dương. Thái Bình Dương như chiến lược của Nhà Trắng đặt ra trong những năm vừa qua. Sau khi điều máy bay B-1 tham gia tập trận cùng với Nhật Bản để nhắc nhở Triều Tiên và Nga, thì Mỹ lại điều anh tập cơ loại này đến Biển Đông để cảnh báo Trung Quốc Tất cả nhằm thể hiện rằng Washington không chỉ giữ vững cam kết đối với khu vực mà còn đảm bảo sức mạnh quân sự, ông Nagao kết luận. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam kịch liệt phản đối Trung Quốc và lên án Trung Quốc. Trong một động thái đáng chú ý hôm 28 tháng 4 năm 2020, đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Daniel Christian Brink, đã công khai nói với truyền thông Việt Nam rằng Mỹ phản đối kịch liệt và lên án các hành vi phi pháp khiêu khích của Trung Quốc trên Biển Đông khi lợi dụng thế giới và khu vực mắc bệnh đối phó với đại dịch virus Vũ Hán. Chúng tôi kịch liệt phản đối và lên án Trung Quốc lợi dụng việc các nước trong khu vực đang tập trung chống dịch để thúc đẩy những hành vi phi pháp và mang tính khiêu khích ở Biển Đông. Ông Greenstein Brink nói hôm thứ Ba khi trả lời phỏng vấn Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV. Thay vì cùng tham gia tập trung chống dịch virus Vũ Hán với các nước khác, Trung Quốc trong vài tháng qua đã tiến hành nhiều hành vi khiêu khích gây bất ổn trong khu vực, như đâm chìm tàu cá của Việt Nam ở gần đảo Hoàng Sa, điều các tàu ra dọa dẫm các tàu cá của nước khác cũng như tuyên bố thành lập các khu hành chính mới ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trung Quốc cũng đã thiết lập các trạm nghiên cứu đại dương và trên đá Subi và đá chữ thập. Đây không phải là những hành vi thể hiện thiện trí đối với các cũng như có thể giúp Trung Quốc nhận được sự tin cậy trong khu vực. Tôi muốn nhắc lại quan điểm đã nêu ở trên, Mỹ kịch liệt lên án và phản đối những hành vi khiêu khích của Trung Quốc khi lợi dụng tình hình dịch bệnh để thúc đẩy những hành vi vi phạm vi phạm phi pháp và hiếu chiến hòng đạt được những yêu sách phi lý. Quan chức ngoại giao Hoa Kỳ nhân dịp này nhấn quan điểm của Mỹ qua các động thái của hai cơ quan là Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ, trong đó kêu gọi các quốc gia trong khu vực lên tiếng phản đối hành vi Trung Quốc và tái khẳng định các nguyên tắc quan điểm của Mỹ về an ninh khu vực. Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ đều đã ra tuyên bố lên án hành vi lợi dụng việc các nước tập trung chống dịch để thúc đẩy những yêu sách phi pháp của Trung Quốc. Chúng tôi cho rằng điều quan trọng nhất hiện nay là mọi quốc gia trong khu vực cần lên tiếng phản đối hành vi của Trung Quốc. Trong hai tuyên bố được nêu trên, tôi muốn nhấn mạnh tuyên bố của Ngoại trưởng Mike Pompeo, trong đó nêu bật hai yếu tố quan trọng. Thứ nhất là tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và mối quan hệ đối tác với Việt Nam. Thứ hai, tôi cho rằng tuyên bố của Ngoại trưởng Mike Pompeo cũng nhấn mạnh đến sức mạnh của mối quan hệ đối tác toàn diện Việt Mỹ. Đại sứ Mỹ tại Hà Nội kêu gọi các quốc gia tin tưởng vào những nguyên tắc và giá trị mà Mỹ chia sẻ, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu chung vào thời điểm hiện nay ở khu vực Biển Đông và ở trong khu vực. Chúng tôi kêu gọi mọi quốc gia tin tưởng vào những nguyên tắc và giá trị nêu trên cần lên tiếng mạnh mẽ, đó chính là những lý do Mỹ đang khuyến khích các quốc gia cùng phản đối các hành vi sai trái của Trung Quốc và rất nhiều đối tác và bạn bè của chúng tôi đã làm như vậy. Tôi được biết Việt Nam đã ra tuyên bố bày tỏ quan ngại về những hành vi khiêu khích của Trung Quốc. Philippines cũng rất nhiều đối tác khác trong khu vực như Australia và Nhật Bản cũng đã làm như vậy. Mục tiêu của chúng ta là nhấn mạnh điều quan trọng nhất trong thời điểm này chính là cần có biện pháp thúc đẩy hòa bình thịnh vượng trong khu vực trong khi tập trung ứng phó với đại dịch virus Vũ Hán chứ không phải là những bước đi có thể làm mất ổn định trong khu vực. Trong một diễn biến liên quan ở khu vực hôm 28 tháng 4, kênh truyền hình quốc tế Trung Quốc CGTN nói các lực lượng của Trung Quốc ở khu vực đang theo dõi một tàu chiến của Mỹ áp sát Hoàng Sa mà Trung Quốc gọi là Tây Sa. Các nguồn tin theo dõi thời sự trên Biển Đông từ phía Mỹ trong dịp này cũng được phân tích và trích thuật cho hay ngày 28 tháng 4, Hoa Kỳ đã thông báo một tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Barry của nước này đã tiến vào vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa. Tuần trước, đài VOA của Hoa Kỳ xác nhận và đưa tin các lực lượng hải quân Mỹ và Úc đã triển khai một cuộc trận chung ở biển Đông với sự tham gia của tuần dương hạm USS Bunker Hill, tàu đổ bộ tấn công USS America và tàu hộ vệ HMAS Baramata hôm 18 tháng 4. Hai tàu chiến của Mỹ tiếp tục các hoạt động tự do hàng hải FONOPs theo thông báo của ngày 29 tháng 4, bất chấp Trung Quốc nói đã trục xuất tàu Mỹ khỏi Hoàng Sa. Tàu tuần dương mang tên Lửa dẫn đường USS Bunker Hill đã quá cảnh tại vùng biển gần Trường Sa ở Biển Đông ngày 29 tháng 4. Bunker Hill được triển khai cho hạm đội 7 của Mỹ nhằm ủng hộ các hoạt động an ninh và ổn định trong khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, bài đăng của hạm đội 7 viết. Động thái của hai tàu USS Bunker Hill và USS Barry gây ra chú ý trong bối cảnh Trung Quốc ngày trước đó tuyên bố đã trục xuất một tàu chiến Mỹ hoạt động ở Hoàng Sa. Con tàu bị nói trục xuất này được xác định là USS Barry, nhưng trong trao đổi với trang tin của Học viện Hải quân Mỹ USNI News, quan chức Hải quân Mỹ cho rằng USS Barry hoạt động như kế hoạch không hề gặp bất kỳ hành động thiếu an toàn hay thiếu chuyên nghiệp từ tàu hay máy bay quân sự của Trung Quốc. Vụ việc một lần nữa phản ánh căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ trong vấn đề tự do hàng hải ở Biển Đông. Lâu nay, Mỹ cho rằng các hành động của tàu hải quân nước này là đúng luật quốc tế, nằm trong khuôn khổ các cuộc tuần tra tự do hàng hải FONSNOPS. Ngược lại, Trung Quốc khẳng định hành động của Mỹ là vi phạm chủ quyền của nước này. Các động thái diễn ra sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ cùng ngày trên đã lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc trước thông tin về những hành động khiêu khích liên tiếp của Trung cộng nhắm vào hoạt động phát triển dầu và khí đốt xa bờ. Đồng thời với việc Trung Quốc điều một nhóm tàu trong đó có tàu thăm dò hải dương địa chất 8 hiện diện ở khu vực Nam biển Đông, tiếp cận gần tới với Malaysia. Về phần mình Trung Quốc nhiều lần phát biểu cho hay, nước này thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học bên cạnh các hoạt động khác theo đúng luật pháp quốc tế và kế hoạch Hôm 17 tháng 4, Trung Quốc cũng gửi lên Liên Hợp Quốc một công hàm cáo buộc Việt Nam xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc và chiếm đóng trái phép biển đảo của Trung Quốc ở khu vực. Bắc Kinh gửi kèm lên Liên Hợp Quốc các bằng chứng ủng hộ chủ quyền của mình tại Hoàng Sa và Trường Sa, trong đó có bản công hàm từ năm 1958 của Thủ tướng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thời bấy giờ là ông Phạm Văn Đông, gửi người đồng cấp Chu Ân Lai, Thủ tướng Quốc vụ Viện Cộng Hòa nhân dân Trung Hoa như một viện dẫn. Dư luận quốc tế có vẻ không giấu được sự thất vọng về thái độ của Trung Quốc trên Biển Đông. Trang Modern Diplomacy ngày 26 tháng 4 đăng bài viết có tựa đề Tranh biện luật pháp quốc tế ở Biển Đông. Liệu có ý nghĩa lắm không? Bài viết này cho rằng Trung Quốc thường nói tới luật pháp quốc tế dùng những thuật ngữ công pháp quốc tế nhưng thực chất không hề đề cập chỉ tới luật quốc tế cả. Cụ thể Bắc Kinh không nhắc tới việc đường 9 đoạn bị một tòa án thành lập theo phụ lục 7 của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS 1982 bác bỏ. Có vẻ như Trung Quốc đã chọn loại luật quốc tế nào họ muốn tuân thủ, loại nào không, bài báo này viết. Người Philippines những ngày này đặc biệt hiểu rõ thế nào là sự đoàn kết của Trung Quốc. Chỉ vài ngày trước, Manila còn gửi công hàm phản đối Trung Quốc chĩa radar súng vào tàu Philippines ở ngoài khơi. Theo học giả người Philippines Jay Batong Baka, Trung Quốc có những kế hoạch dài hạn trong việc chậm rãi dần dần tăng cường sức ảnh hưởng ở Biển Đông và sẽ không tự kiềm chế trước bất cứ cơ hội nào để đạt được mục tiêu đó. Kế hoạch của Trung Quốc được bảo trợ bằng sự ảnh hưởng về mặt kinh tế và ngoại giao đánh giá về quan điểm của malaysia ông batong baka cho rằng malaysia chọn cách đấu tranh thầm lặng với trung quốc để cân bằng về mặt kinh tế và đối ngoại tuy nhiên không có gì bảo đảm rằng chiến thuật của trung quốc có thể thành công trên đường dài nói theo cách khác nếu như trung quốc tiếp tục cưỡng ép mong các nước chấp nhận sự đã rồi vẫn còn đó những rằn danh đỏ mà bắc kinh không thể vượt qua được Giáo sư Ba Tong Ba Ka cho rằng áp lực của Trung Quốc đang đặt lên các hoạt động dầu khí của Malaysia sẽ tác động tiêu cực lên quan hệ Malaysia-Trung Quốc về sau. Lý do đơn giản là sự bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông sẽ đòi hỏi Malaysia giảm hoặc ngưng thăm dò khai thác dầu khí ở ngoài khơi. Sự phát triển kinh tế Malaysia phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng sẵn có và điều này chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng từ việc Trung Quốc gia tăng áp lực hoặc kiểm soát tài nguyên ở Biển Đông. Giáo sư bà Tong bà Ca nói với báo tuổi trẻ Đề xuất tuần tra chung giữa ba nước ASEAN Cựu phó tránh tòa án tối cao Cabio hôm 27 tháng 4 cũng bất ngờ nhắc lại đề xuất tuần tra chung giữa Việt Nam, Philippines và Malaysia cho rằng đây là giải pháp để đối phó với dự sự leo thang nghiêm trọng từ các hoạt động gần đây của Trung Quốc ở Biển Đông. Việc phối hợp tuần tra chung như vậy là lý tưởng theo ông Ba Tông Ba Ca và dù hiện nay các nước như Malaysia, Việt Nam, Philippines còn phải làm nhiều việc để đạt được sự đồng thuận cần thiết cho điều đó, sự hung hăng của Trung Quốc có thể là chất xúc tác. Điều này có thể được cân nhắc nếu như Trung Quốc tiếp tục leo thang trong việc áp đặt chủ quyền tới một mức độ các quốc gia có biển cảm nhận được mối nguy hiểm thực sự đối với các lợi ích của họ, ông bà Tòng Ca phân tích. Theo đại sứ Liên minh châu Âu -EU tại ASEAN, Iwa Riemann, một số đối tác châu Á muốn EU hiện diện nhiều hơn trong các vấn đề an ninh khu vực và đó cũng là mục tiêu mà khối này đang hướng tới. Theo tổng th theo Thông tấn xã Việt Nam ngày 27 tháng 4, đại sứ EU tại ASEAN, Igor Demen đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về các hành động đơn phương ở Biển Đông trong thời gian qua như triển khai lực lượng trên các thực thể nhân tạo, quấy rối và đe dọa ngư dân và cố gắng áp đặt các địa giới hành chính mới, ám chỉ các hành động hung hăng của Trung Quốc ở khu vực gần đây. Đại sứ EU nhấn mạnh những hành động nói trên đã làm gia tăng căng thẳng và hủy hoại môi trường an ninh hàng hải trong khu vực, đe dọa nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế hòa bình trong khu vực, đồng thời làm suy yếu hợp tác và lòng tin quốc tế giữa lúc thế giới đang cần những điều này để giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch virus Vũ Hán. Ông Reimens Lập luận những gì xảy ra ở Biển Đông cũng đều là những vấn đề của thế giới bởi hơn 1 phần 3 lưu lượng vận chuyển hàng hóa toàn cầu đi qua vùng biển này. Một số đối tác châu Á muốn nhìn thấy sự hiện diện nhiều hơn của EU trong khu vực và bản thân của EU cũng đang mong muốn điều này thông qua theo đuổi các cơ chế đa phương do ASEAN làm trọng tâm như diễn đàn khu vực ASEAN. Đại diện EU tại ASEAN khẳng định EU đang hợp tác chặt chẽ hơn bao giờ hết với ASEAN và sẽ tiếp tục hỗ trợ các tiến trình khu vực ASEAN dẫn dắt nhằm thúc đẩy trật tự khu vực và quốc tế dựa trên luật pháp củng cố, củng cố hợp tác đa phương và hợp tác chặt chẽ với các nước thứ ba. Ông Diamant cũng gợi ý các bên ở Biển Đông có thể tìm kiếm sự hỗ trợ của bên thứ ba trong vai trò hòa giải hoặc phân xử nhằm tạo thuận lợi cho việc giải quyết tranh chấp. Vị đại sứ tỏ ra đầy ẩn ý khi cho hay EU có nhiều kinh nghiệm trong giải quyết các yêu sách lãnh thổ trồng chéo và rất sẵn lòng khi chia sẻ kinh nghiệm này với các đối tác châu Á. Qua các diễn đàn trong suốt cả năm 2019 và đầu năm 2020 đến nay, khi nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc liên tục có các hành động xâm lược chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông, như chúng ta thấy những nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa anh em của Việt Nam cũng thể chế theo chủ nghĩa cộng sản như Lào, Cuba, Bắc Triều Tiên đều im lặng, bỏ mặc cho Việt Nam bị Trung Quốc cưỡng ép. Cuối cùng chỉ những nước có nền dân chủ và tự do trên thế giới như Mỹ, Úc, Canada và châu Âu là lên tiếng ủng hộ cho nhân dân Việt Nam chống lại sự xâm lấn của nhà cầm quyền Trung Quốc. Mặt nạ của Trung Quốc đã rơi và người dân Việt Nam đã biết ai là bạn, ai là thù. Xin dành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi